Lúc đó, tôi rơi vào trạng thái cực kỳ thiếu tự tin, tức là không tìm thấy chính mình, cảm thấy không thoải mái khi thể hiện bản thân trước ống kính. Mặc dù ngoại hình của Tiêu Chiến là một thế mạnh chắc chắn, nhưng sự thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp do ngoại hình của anh ấy mang lại, cũng khiến Tiêu Chiến phải đối mặt với những ngôi sao và người nổi tiếng hàng đầu, không đáp ứng các yêu cầu. Vì vậy, trong mắt người khác, đó là biểu hiện của sự bất an. Trước ống kính, anh ấy rõ ràng là một chàng trai ấm áp cao 1,8m đẹp trai, nhưng Tiêu Chiến ngoài đời lại khác, anh ấy không tự tin, không thích nói chuyện khiến người khác phải lạnh gáy. Cho đến khi gặp Dương Tử, Tiêu Chiến mới nở nụ cười thích hợp của mình ở nơi riêng tư. Nhân vật của Dương Tử rất thân thiện, tốt bụng, quen thuộc với mọi người, có thể lay động trái tim của Tiêu Chiến lúc nào không hay. Khi được hỏi Dương Tử thích mẫu con trai nào, Dương Tử nói rằng tính cách của đối phương nên tích cực và lạc quan. Anh ấy cũng có thể chịu đựng những trò nghịch ngợm nhỏ của mình, và thỉnh thoảng giả vờ lạnh lùng và đẹp trai. Cư dân mạng đã nói rằng đây là Tiêu Chiến đơn giản là hình ảnh hoàn hảo trong tâm trí của Dương Tử. Tình yêu của hai người cùng làm việc. Cả cuộc đời của họ trong vở kịch, Dương Tử và Tiêu Chiến cũng đang diễn trò cười, và Dương Tử cũng chủ động động viên Tiêu Chiến. Một lần, Tiêu Chiến được hỏi, nếu anh ấy thích Dương Tử, anh ấy có dám thổ lộ không? Tiêu Chiến nói sự thật, và anh ấy không thể không lo lắng khi đối mặt. Có tự tin để thổ lộ. Nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, tôi phải nói rằng nó thực sự đau khổ, và các fan cũng đã động viên anh ấy. Hãy xem qua một số thói quen hàng ngày của Tiêu Chiến và Dương Tử, vì anh ấy luôn bảo tôi đi tập thể dục, và sau đó hai chúng tôi đồng ý, nói rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở phòng tập thể dục vào lúc 8 giờ, không có vấn đề gì. Lúc 8 giờ, tôi đang ăn lẩu, sau đó anh ấy ở đó gửi một đoạn video nhỏ nói rằng, Dương Tử, em đang ở đâu? Chia tay để thấy đời bên nhau rồi anh lại chạy trốn. Lần hợp tác đầu tiên giữa Tiêu Chiến và Dương Tử. Đó là một bộ phim tình cảm ngọt ngào đầy những cảnh hôn. Trong vở kịch, Dương Tử sẽ chủ động hôn Tiêu Chiến, và ánh mắt Tiêu Chiến khi nhìn Dương Tử cũng đầy yêu thương. Mặc dù bộ phim của Dư Sinh đã được phát sóng từ lâu, nhưng vẫn có rất nhiều cư dân mạng chửi bới Tiêu Chiến và Dương Tử. Đây tất nhiên là lý do tại sao ngoại hình của Tiêu Chiến và Dương Tử rất hợp nhau. Gương mặt trái xoan thanh tú của Dương Tử được tôn lên bởi những đường nét đáng yêu, cũng như tính cách thân thiện của cô. Đối với chiếc mũi cao và tỷ lệ vàng của Tiêu Chiến, nhưng xét về ngoại hình, họ thực sự là một cặp trời sinh. Dương Tử có thể làm quen với bất cứ ai mà cậu ấy gặp, và lần này ngay cả Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Vẻ ngoài ấm áp, hào phóng và dễ thương của Dương Tử đã nói về sự trùng hợp hoàn hảo của Tiêu Chiến với đối tượng lý tưởng. Trong một cuộc phỏng vấn, Tiêu Chiến đã nói về đối tượng lý tưởng. Người ta cũng nói rằng sẽ thật tuyệt nếu có một người phụ nữ như cô giáo Dương. Nhóm ngôi sao có cơ chế quản lý thân thể nghiêm ngặt, nhưng Dương Tử quả thực đã đổi tên thành đồ ăn vặt chân chính, giữ dáng như Tiêu Chiến thì không thể. Vì vậy, các nam thần mặc đồ mỏng tang, thân hình có hương không phải là không có. Đây là thành quả của quá trình tập luyện bền bỉ của họ. Một lần, Tiêu Chiến đã gửi một tin nhắn thoại cho Dương Tử, hỏi rằng liệu Dương Tử có ăn lẩu nữa không thay vì giảm cân. Sau đó câu trả lời của Dương Tử khiến Tiêu Chiến bất lực, nước lẩu thơm phức như vậy chắc chắn không thích hợp để ăn rồi sao? Cư dân mạng chế giễu, đây là trò chơi đầy ga lăng, có mùi vị của các cặp đôi ngôi sao. Vậy bạn cũng mong rằng Tiêu Chiến và Dương Tử có thể có những hành động thân mật nào đó chứ? Xin hãy nhận xét và bình luận bên dưới video nhé!